Yep, mình nên chứ. Lớn là khu miền project chùm nguồn phì. Ok, cứ tí mũi cứ Aga project này. Đại vì chìa project mùi .NET Core. Hay nâng Aga project framework này. Vì chìa project mùi đại dụng mọc phì .NET framework. Chế đó nè bà lìa phì nâng tư. Thì ổn ai compare này bàn này. Thành được nông project .NET Core nâng cứ miền này khlạc. Nông project .NET framework nâng miền này khlạc. Tỏ nát. Chẳng ổ tì hò thay dương sắp xa phì rào. Chúng bà tỏ ngọt này ọt bàn từ mưu structure bộ. Chrome tìm mùi tế, rồi gọi Chrome tìm mùi toàn màn demo tế dừng hồ rào rạc khờ nhỉ. Tỏ nát. À lỡ lúc hù example là tỏ ngọt này rô rào mùi. Mà chế kháng lươn này rào viên nơi lại nè. Rạc khờ nhỉ. Tỏ nát. Controller viên nơi nè, dừng khơi folder controller. Ok, tẹt tôn chú mùi phải chế tìm bì rào viên nơi lại nè, cô rô rạc khờ nhỉ. Ok. Chẳng chú hợp mà càng nghiên nâng, cứ tỏ ngọt này thờ riêng bì structure mùi mùi sân. Tha folder property phở xe mẹt phù A. W root này dừng phở xe mẹt phù A. Nó có nông .NET Core bởi dường. Ok. Hai dependency này phở xe mẹt phù A. Chẳng thờ lũng ất ở nâng là ông bình. Bạn dường ai. Ok. Thôi càng nghiêm một việc bạn. Chẳng lục hữu xông xăm rải click lấy xe mẹt .NET Core. Dependency này cứ cả cái lãnh để dừng store tục role library đừng ổ. Để dừng tự lãng phí ngu ghét. Rồi có dừng add một time. Một tiêu học connect cho căn mà actual cứ dừng thập hợp connector mùi. Chẳng vì dừng tự lãng connector viên đừng rốt châu không năng này. Ok. Dependency. Cho nên khi framework của anh cứ viết rút cho reference nè. Ok. Tiếp cứ tạo thông với property này. Property này dừng ai mơ từ lửa file line setting. Ok. Chẳng là khi line setting nâng cứ về miền lũng ất tạo thông cho mùi nâng property dừng ai miền phở sở vị hệ class. Rồi có miền configure ai class cứ là khi nông nâng. Ok. Chất dùm em .NET Core, .NET framework bởi dừng bình dừng từ mưa cái lấy nè. Khi property bởi việc. Ok. Chứ như ai right click nơi lửa project hay dô bị property. Anh ấy cứ property xe như thế này. Ok. Chẳng raw property bộ. Ok. Đây chỉ file line setting nè. Đọt chế xong nè. Nhưng ai hổ mưa nó có nông ai nó có nông web. Rồi có package configure. Ok. Chẳng với miền cái chọc màu được như bạp nặng. Rồi có global ASX. Ok. Chẳng nâng ấy sẽ ta chỉ file để dương thử mưa hay riêng configure việc. Ok, bắt đầu mà tiết cho mà đó www root. Chẳng www root này còn là chìa file cả lãnh mũi để dựng ai store tục CE, CE, rồi có file image, rồi có file configure mùi JavaScript, mùi object, mùi jQuery như chân tử. Xem em .NET Core. Chứ xem em .NET Framework dương quýnh, dương mình content. Ok, xem em store tục file và page style, style sheet. Hay dương mình đã tông mùi folder script. Xem em store tục tại tôi mới file chỉ script. Chứ raw script tưởng ốc cứ dương thần store tục việc không nâng. Ok. Tao mà tiết tại tôi chỉ mới controller. Chẳng chỉ folder mới phở xem em bắt controller. Rồi có store tục raw controller tưởng ốc. Toàn đó nè. Ok. Chẳng cả bắt controller. Đạch hát thật thầm mình biết controller. Nó không nâng cho mùi khỉa. Ở tiêu home thầm mình controller đại. Home controller. User thầm mình user. Hay mình biết controller. Nó không nâng đại. Ok. Copy controller máu cứ cho model. Model dương phở xử mẹ thua ấy. Cứ ca thua ca nghe cho mùi data. À lâu dương thua ca nghe bằng data nơi lơ lọc khó lệ. Chẳng tính tiết dương phở mùi mà actual, actual server. Rồi có database hệ sinh đó. Cứ dương phở viên nó có nóng model này ngay. Chẳng ca bà cao model cứ thử cửa rộp lẹ khăn viên này. Cứ thử đặt cho mua model này dương trong bà cát. Hãy shop cho mùi biện thăm model. Ok. Tao mà tiết cứ ví dụ xử mẹ công ty. Ok, 5 trong khối kể. Chẳng vừa dũ cứ chia. Ok, webpage để dừng bật cao xin mẹp oi viên bật 2 như thế này. Được không? Chẳng vừa xin chia. Dừng bật cao vừa dũ thế mình là controller nâng một đếc. Có dừng bật đấng. Và chia ấy oi bật 2 như thế này. Tỏ đắt. Ok, chẳng bật nặng. Hai to mà tiết cứ tẹo tông mùi route. Chẳng route nâng không khó. Cứ dừng ai hổ mưu không program. Chẳng biết đó thì cho program tới. Đó khi mà mưu nâng lại nhẹ. Cái miền app map control route hay cái đặt thành name default hay pattern của viết cứ controller home action index hay đằng id chân cái này hết chưa cái này này chrome team mui còn bàn đặt sorry chrome team p bàn đặt này là slide tao nói chân cái này nữa phải chạy thế route dương và hàng ấy về để dương run file lên tới cứ viết nữa root tập cánh webpage mui ấy. Chẳng là webpage dương nâng cứ vía hụt tờ căn webpage nâng bán rời xa để dương configure nâng lại nhỉ. Về start project. Tỏ nát. Và dương về clay tới. Mình nên hả cứ chia ca start up project từ bồn. Thả ta hụt tờ nà mùn. Ok. Chẳng chia default cứ kia rốt tờ lại nâng mùn.
chúng ta đã nhiệt thưa các configure xem xanh tiết viên nâng rút tam route để dựng thử configure. Ok, chân chrome route tìm mùi thử visual dân route nâng cư chỉ ấy tìm bí thử mà phép kê phí rồi biếp configure route nè thật ta dựng thử configure bài mấy đầm bây ai chôn được căn route để dựng chọn ai bị chôn từ tỏ nát. Ok, tìm bây ca process route nâng chùm mùi nâng controller cư dựng thử thử bài mấy chân là nâng ai mà lộn đổi chrome controller bàn tỏ nát. Ok, chân nếu không đi là cụ miền document muối tại tôn chùm mùi đường route nâng. Ok, hai phải chia demo true true tí xong phê cái này dùng phèm này tí. Ok, chân cái phép này cái này cái này route not specific to MVC framework vì áp sức xâm khăn này. It can be used with ASP.NET webform application or MVC application. Chân dùng phở MVC có ai phở route ban dùng phở mùi webform thông đá có ai phở route ban này. Hai nếu không nâng. Ok, tiếp tục chúng mình rao đến cái việc phơi cang nghe chúng mình nâng dù ở bài này. Ok, chẳng tiếp tục chúng mình rao cái data rao define URL pattern chẳng mình này ha. Ok, URL đại dương trong phở ấy nâng cứ dương cùng nọt viên được không rao nâng này. Ok, hai biệt bên URL ai từ mưa bật thám chẳng đó hình đăng á URL mình này ha cứ chia cả lãnh rồi có chia address đại dương. Ok, đào ha phải chia dương thực trình ấy rồi có dương trong configure cho mùi domain hay chẳng nên cứ dùa ở lại. Ok, anh chân cái nông đi cái example đẹp tương cho mùi nâng route process hay dương mùi chẳng cái mình route table cho nguồn 7 route tìm mùi, route tìm 2, route tìm 7 chẳng vì mình use dùa ở pattern riêng luôn hay vì mình handler mùi cứ vì chăm handler từ lứa ở với đại dương bàn và chia bên nâng chẳng nâng nông nâng cứ dương mình dùa ở đại dương bàn shop bia cho mùi nâng ca configure route hào giấy hay tầng ọt nâng bột chỗ này tức cứ kê hào thay chỉ route engine. Ok, mình đây thay route tìm mùi nâng viết phương càng như từ lưu URL mùi nè hay viết handle từ lưu ấy chẳng là nâng cứ chiếc này mùi và đó mà tiết dương miên URL mùi tiết đại viết phương càng như cho mùi route nâng hay dương configure với hai nâng à nâng cứ chiếc này mùi tiết sợp chỗ này viết lại từ chỉ route engine mùi. Ok, chúng ta nghe bỏ dương nó lại đi chân nó bê đài dù ở dương thua ca rồi có client rồi có user ở tiên hoa là khu chứ bà webpage mùi hay quay bị thằng facebook.com chân à dù ở request nó quy rung ra rồi rung ra server dương này chân à server dương nó quy rung thua ca nghe cho mùi route engine nâng thá cua tài bà hai ấy tới xử mẹp request mùi nâng. Ok, và to mà tiết bởi sân chìa là khu nông route engine dương nâng viên hồ mưu tha ở website nâng ngọt miên nè rồi có webpage nâng ngọt miên nè chẳng viên nâng phải hành viên tha buôn rồi buôn error chẳng đó hình đăng á webpage tương lai nà để chênh buôn rồi buôn error miên này tha web nâng cứ error ấy rồi có ngọt miên tên là này ấy. Ok, mên error code đấy nà cứ kia trong bằng hành tha tên là này là khu nông server cứ ngọt miên nè buôn rồi buôn nâng. Ok, và to mà tiết bởi sân chìa là khu nông miên tệ tôn cho mùi nâng đưa away để client có request máu tam dạ dù ở all dân nâng viên nâng phương ca execute controller chẳng viên chọc đai ông vô controller nâng màu ạ. Ok, hãy phải chia controller nâng tới thá ao viên phải hành action method ấy tỏ đất ở tiên hoa ta kê chôn màu rao ti mũi chẳng controller viên nâng tưởng mưa thá rao ti mũi nâng viên chọc vô vụ mũi nè tại sao tại dương bán và các action method mũi nâng nâng controller nâng đồng bây chọc vô. Ok, ví dụ, ai biết sắp tới tam route nâng. Và tôi mới tiết viên đừng thua ca response màu. Ok, chẳng ở đây để dừng request tới viên đừng phải hành mà lứa webpage bởi dựng nó kẹt này để viên miễn nó có route engine toàn lại đăng á nè. Ok, chẳng route khoa nào miễn set thua ca execute role controller để dừng phải ca tưởng ọt nâng. Ok, ở miễn set thua ai tiết đi tập ấn nâng. Ok, to từ mục tiết cái này ní cứ tiện tương chủ mùi nâng ca configure route chẳng đầu óc này mưa từ lớp project này cứ chia project bằng .NET framework bởi dương đại route bởi dương thành được non folder app start chương đầu tiên đại dương cho folder app start dương chua biệt tha route config về đại dương cho route config tới dương khơi miền file phần này. Ok, chương file phần nắng cứ chia file configuration bởi dương chương tìm mũi cái data route .ignore route miền này tha chỉ route to ignore chương dương chọn ignore role URL nè cứ dừng ai config viên lại nè tiếp đi cứ tạo tương chủ mùi đường route name chân cái lại để cái data route.map route. Ok, nâng hàng khổm nâng miễn viện name mùi
chứ cái đáp thì tháp biệt default chứ là nó cứ chỉ mua bảo rao bảo dương này chính chương trọng đồ đã student đồ đã user đồ đã root cứ assign lên tầng học này. Ok tiếp bay tiếp theo mới URL pattern chẳng URL pattern này cứ chia URL để dương trong và hàng kê ủ tì hò tha server dương local hò slack controller dương chung mua A home home dương tờ action method dương chung mua A hay ID và màn chẳng biết bảo hàng mà tầng học tầng đó. Và đó mà tiết cứ kê miên default chẳng là default nó khang khổm này mình chung mua route đấy nè. Ok, vì cứ chia keyword default mùi để dương chong ao route bởi dương để chung mua default nâng chập vô controller A. Ok hãy thưa càng nghe chung mùi nâng view mùi nè chẳng là lại action ý cứ chia action method bởi dương này để biết thưa càng nghe chung mùi nâng controller chung mua thả home hãy phở action method bỏ index. Ok chẳng nè để can controller cứ vô lại nâng này. Ok à vậy chia controller home nè à vậy chia action method nè. Ok chẳng dừng người research về đo tức ảnh rồi khởi chẳng miên phần nâng sử mẹ ca configure. Ok configure route bởi dương hay nó khăn khổm ní kê configure nè nế tế tha dương thử từ configure map route mới dương thử cho từ route collection mới. Ok dương thử cái route pattern rồi gọi URL pattern bạc mới. Ok chẳng miên phần nâng hai nước lại ní dương bây giờ dương run file bởi dương run file bởi dương dương đừng khuyên biệt ha localhost path bởi màn dương tới port bởi màn dương tới hay slash home tổng mình đến slash index tổng mình đến slash mà rối dương tới chẳng hạn nâng cứ home nó cứ chưa controller bởi dương nó lưu dù all bởi dương á hai index nó cứ chưa action method bởi dương hai mà rối nó cứ chưa id rồi có parameter value bởi dương chẳng bởi tổng mà tiết dương ai nâng khuyên tạp pi ní hề home nâng index. Ok, anh nhận khuyên đập pin nè, về để dừng run file và dừng nè. Ok, tiếp bay anh nhận khuyên đập pin home tại một cái index hơi nâng, mà rồi nâng cứ thử bán bạc luôn. Tại sao ấy? Tại sao thế? Route engine và dừng cứ viết hai mua. Ok, sorry hai action method box controller nè. Nóng kẹt đây để dừng thở pin thay index được gọi pin thay home. Viết trên default URL mới. Ok, bởi dương phở biệt với dũ, bên đồng bằng hành với dũ dot index cho chứng tử. Vì đồng hành riêng PHP đang ngay thật ạ. Vì đồng dương phở file index, rồi có file home. Nhưng chứng, à bởi page rồi có dũ ở dưới phát chạp vô chung một file nâng màu ấy. Ok. Nhưng chứng, nước lấy ní cứ example và kế ở tí hoa dương miên dũ ở home mũi. Dương miên controller, home controller. Hay dương miên action method mũi chung là index. Hay dương miên ID mũi cư nào. Ok, chứng, vì chạp bàn để thẩm đi tử ấy. Ok. Mùi tiết bởi xin dưỡng khuyên dù ở L1 đại miên là hốt ở đó mùi phía 7 chẳng miên này thế dưỡng miên ở home controller dưỡng miên index hay dưỡng miên ID bỏ index nhận tiền. Ok. Mùi tiết bởi dưỡng khuyên dạ tôn mùi home slash ở bài chẳng dưỡng miên ok controller home dưỡng miên action method ở bài hay ID viết cứ nặng. Ok. Chẳng miên đập bằng nặng khổm tiết đôi tạc này. Ok. Chẳng mùi tiết cứ multi route chúng ta bị đại tầng học này trong bậc cao route chuẩn luôn pi nó có nông MVC bởi dương chúng bờ sân trẻ route tìm mượn đá ở việt châu ra route tìm pi chúng dương thừa mạnh cứ dương bậc cao ok lại đi xong bình việt châu khổ máu sửa mới nè ok dương bậc cao tại tôn chuẩn mười nứng lại đi chuẩn luôn pi màu route icon tiếp tục tại đại đó nè route map. Ok, chẳng ca pra tệ tôn mùi multi route miền này đang dương và ca copy viết đạo mà cả chọc nâng tiền màu route map bởi dương dương đạo chung mùa ấy chẳng khuyên dương đạo chung mùa thật student dù ở lùa viết cứ ai về chạp vô student slash id. Ok hay bởi tôi mà tiết default lùa viết cứ ai viết smile chung mùa nâng new controller bởi viết cứ phở bỏ student action method bởi viết cứ phở lựa index. Ok chẳng hạn đến chia default route để miền strap chính dương thư là phần năng máu dương bậc cao ban rau thay mùi cứ student. Ok khởi mà tiết kê và hai pi student nè trong bậc sinh dương data local host student slack mà rồi mà phải bảy trong miền này hai dương phở controller student hai dương phở action method index hai dương phở id mà rồi phải bảy mùi tiết vì ai trên màu student slack index slack mà rồi mà phải bảy anh ấy cứ chỉ full URL bảo vệ chẳng dù là pattern full cứ bài năng
hay bậc lấy cứ bài này ok hai mươi tiết từ anh đang khơi vừa ở màu bài này chấn bài đang cứ viêm miên sẩn than đôi khi niệm xem vừa ở pattern ok chấn anh không chỉ route constraint chấn route constraint này là cú số một và hai thế hay từ anh ai mở việc bật thám chấn chrome đi muối thử mấy ai riêng config route đang ở đài ok tha dương thật config route nâng bài này là mấy ai và hai student ban được gọi là router student ban ok mỗi cái tên mỗi cái register route chân thời trăm tha roll route thì họ để dương ban thuê ca nghe và ca về hỏi chân dương thời register với sân tương dương anh phở route nâng bạn đôi là tiêu hoa route student mình chân bởi dương và ca thái dương ở ban mà thuê register route tế route nâng có chôn tự ở ban này ban thật và ca chào lại tỏa nát ok chân ca màu register route đang dương ai thuê viên ban được lại nè chân cái ao dương cho một cái global ASH nè ok anh nâng xem và check âm VC và check khó cứ miên cái lại xe mà việc tiền chân dương còn để chăm tha hồ mưu phía thảo application start tới đó khi ai hồ mưu cái lại route configure nâng ban này ok chân miên phân nâng xem route ok hãy nâng lại ní phía để dương run application chẳng hạn global ASH bởi dương nâng viên nâng từ phương ca check từ lưu route configure.ca chẳng miên route của man rưu gồ dương default route ấy viên nâng hột để chập hẳn nâng màu ok chẳng miên vấn nâng càng nghe cho mùi route bởi dương hay chăm cho một bánh dương ai bắt to để tôi mùi controller ảnh tích rưu gồ từ ổn hình ai nâng phương ca demo bắt to ok ổn chẳng record bắt to chúng ta nghe không ca và ca route hay nâng configure route chúng ta có nghe bởi thuê ca nghe mùi MVC bộ framework chúng dương tự bác không web configure ok sorry mẹ này bác nâng không app start hay khuyên miên route config ok chúng ta nghe cứ route config bởi dương hay bởi to bị nâng cứ dương ai copy ở khăn khổm nè copy khăn khổm nâng máu hay phát phía mùi tiền màu chúng ta nghe cứ lực hữu bác route thamay mùi đại rao đang chung mưa thà guru tịch hay dù ở viết cứ home slash guru tịch thật hết chân bờ tượng ở kia trong ao cái lại như trên ấy tượng ở kia ai đặt nâng bàn thì họ đặt là guru của bàn này ok và to mau controller dương vô controller bờ home hay dương viên action method mới cứ guru tịch thật hết rồi gọi tượng ở kia ở trong đặt chung mưa guru tịch của mỗi chuẩn cái này đặt thế chung mưa tịch của bàn này ok chúng xe quay mùi và to mà tiếp theo như thử bài controller thầy dương thử hỏi route nâng execute controller mạch chẳng những bài controller máu hãy dương mà bật ca tệ tô mùi action method mùi này lại nè chẳng muốn nâng lực hủ đô viên tơ chỉ tạch chẳng lại nít lục viên tạch đài màu ok chả nít cứ action method bởi dương chứ không thật tạch ok hãy dương thua ca nghe và chia tờ lơ action method nâng mùi cứ dương ví dụ mi sạch mùi chứ không thật ok, do guru tech page toàn lại năng á ná hãy dừng thua ca return với dù và tôi mới tiết là của tôi bật cao với dù muối chứ mua tháng ok, guru tech dot cshtml này ok, chẳng với dù thay thò dưới những ai đặt guru tech nâng tại đài máu ok, lấy những ai những miền bánh hà muối để xa với dù dưới với ọt thử chỉ mùi nâng ok, controller dưới mùi nhiệm với ai miền bánh hà cái lấy nâng tịch ok hãy đưa gọi dương ai xa là bong đặt là không nít đặt ví dụ guru tay dương cho máu hãy chạm ơn tay viên sân đã ọt ok rồi bạn đấy ok chẳng ai đọc về bình hãy tay bạn đi sân bàn này chẳng tên là các nó ca thư viên miễn bày cho tư route config và ca route mấy cho tư và ca action method nó không controller mũi hãy cho tư và ca ví dụ mũi tập phần năng tất cứ complete đấy ok chấn xa là bong răng viêm mũi màu hay dương một ba cái route config dương máu thay route dương cho mũi ấy chấn mũi này home good dot slash guru ok action method ok từ nữa ok màu ấy nè chừng ơi việt đa ở chọc sấn chạm dương đạn slash home ok slash guru ok chẳng dù ở dương mùi này chẳng e rư ní cứ đại xa tại dương ngọn miên vừa dù tay chơi nè toàn át
วิญญาณนั้นมีในดำใบให้มาปีหน้าจังกรมคณียืนได้กันวิญญาณคือเอซินเมทอดบางยืนเนี่ยไอ้สันเมตต์ยังดักแต่จังเวียเถื่อนแต่เมียนวิญญูมุ้ยชุดแต่ได้ขนมแก่ในแต่ยังดักไอ้สันเมตต์แต่หายวิญญูยังอับเมียนชุดแต่จังเวียเออร์หรือก็จุ่มเรื่องมือเทียดยังรีเทิร์นวิญญูนี้เชียวิญญูแต่ยังอับมาดักชุดหนึ่งอุทิศท่าเลิกเวียชุดวิญญูครูแต่จังยังไอ้ดักรีเทิร์นรีสปอนวิญญูไว้จังเต๋อเต๋อเลิกโอเคแต่ตรงจุ่มมือนั้นวิญญูครูแต่หนึ่งหมาโอเคแล้วลูกครูอัปเดตโอเคไปอยู่นี่มุ้ยโอเคอัปเดตอัปเดตมีนไกลรีเนมัดสต็อปดีบักซันโอเคจังยืงอัดคอลฮาวิกนงคอนโทรลเลอร์ตีตุกอัดกรมไปอยู่กดบอกเสียหรือกดกรมคอนโทรลเลอร์กดบอกเสียจะตรงไว้ฉันไม่ตกนั่งบอกวิเคราะห์นี้ยืงถูกไหมโอเคแล้ววิมีนไปอยู่ตัดมวยไอ้ไอ้ชนเมทอนยังก็มีตัดได้ฉันก็เลยนั่งวิไอจะรีเทิร์นไปอยู่บ้านไหนโอเคฉันยังสลักมาผมสลักกูรูตัดขับจะตัดเต้โอเคฉันมวยเนี่ยเว็บเพจไปยืมมิเซ็กได้ยืมดักมิงโอเคฉันไปยืมจอมเผอไอ้ชนเมทอนนั่งเอาไปลิงมวยอยู่ยืมดักไปอยู่วิไอชั่วโมงเดียวนี้มาขนมแกงไหนได้ชิมว่าโดยที่นี้เป็นได้รีเทิร์นนี่ต้องเอาเนี่ยเธอหาชิมว่าอยู่นั่งอยู่มาได้นะขนมรีเทิร์นหนึ่งตอนนั้นก็แบบนี้รีเทิร์นไหมโอเคตีอยู่อยู่อยู่มาได้ไหมโอเคจำสัปดาห์ก่อนจำลูกบอกเสียหลายหนึ่งตีเอาคือในยังรีเซอร์ประทามสันโอเคจังยังมีปนนั้นสมัยการงี้ในทั้งไงนี่โอเคจังสมัยเนี่ยได้การทาง